Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game tiên nha. Stickman. Let's go. Ok. Wow, trái luôn. Wow. Let's go. Rồi mình đang gọi đội cứu hộ. Ok. Đi cửa này đi. Wow, mình vào xong bài rồi. Rồi bị bắn chết. Let's go. Ok. Rồi, mình đã hóa thân thành một tên ăn trộm. Ok, và mình sẽ sang tựa game thứ hai, Ozin 3. Rồi, vào phòng game đi. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa. Và khi đủ 5 chiếc chìa khóa, các bạn sẽ chạy thoát được khỏi ngôi nhà này và thoát được khỏi ông Slenderman. Ở trong ngôi nhà này thì có ông Slenderman và các bạn phải trốn tránh và chạy thoát. Ở trong này mình xem có chiếc chìa khóa nào không. Chỗ này không có này. Mình sẽ đi ra ngoài. Phải tìm 5 chiếc chìa khóa. Let's go. Không có một chiếc nào ở chỗ này. Rồi xuống cầu thang xem. Rất là nhiều bình máu. Let's go. Ok, chiếc chìa khóa đầu tiên. Chiếc thứ hai. Wow, chiếc thứ ba luôn. Mấy chiếc gần đây. Nhưng mà gặp ông ta rồi. Mình phải đi lượn lượn dễ dẹo. Ok. Rồi làm bình máu để cho bình tĩnh nhá. Đây là phòng tập thể hình. Một ngôi nhà này bỏ hoang khá là lâu rồi. Keys, I'll find them and escape this place. Đây là một sân bóng.
Wow, chiếc chìa khóa thứ tư. Làm tí máu nào. Let's go, đi vào trong sâu thôi. Wow, chiếc chìa khóa thứ 5. Và bây giờ là thời điểm các bạn sẽ phải chạy thoát được khỏi ông Slenderman. Ok, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3, Bendy and in the Magic. Let's go. Chapter 1, moving picture. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Ok, mình sẽ nhặt hai cục pin này. Lắp vào đây. Let's see what you're hiding down there, old friend. Hoạt động rồi. Khi cái đó lên thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra. Và mình sẽ vào trong này để nhận nhiệm vụ. All right, how do I get this to work? Nhiệm vụ thứ hai là các bạn phải đi tìm 6 món đồ. 6 món đồ và đặt ở trên cái trụ này. Who put this here? Oh my god. Một phần anh chàng này. Joey, what were you doing? Một món đồ đầu tiên. Đồ thứ hai, một thú bông Bendy. Cái bánh răng này là món đồ thứ ba. Món đồ thứ tư trong này rồi. Let's go. Món đồ thứ năm. Ok. Và món đồ cuối cùng. Ở sâu trong này. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, let's go. Okay, that's all of them. One, two, three, four, five, six. Now
I just need to get the ink flowing somehow. Rồi, bắt đầu này nhiệm vụ tiếp theo. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. New ulcers. Okay. Rồi mình sẽ xoay cái này. Bắt đầu chế độ này nó hoạt động. Oh my gosh. Có một con quái vật vừa mới ảnh ra. Wow. Chạy thôi. Rồi, rút hết rồi. This will definitely come in handy. Let's go. Let's go. Rồi, khi các bạn đi vào đây thì các bạn hoàn thành được chất không ăn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Slenderina The School. Đây là một bóng ma trong trường học. Một ngôi trường xây và đã bỏ hoang khá lâu rồi. Theo mình nghĩ thì là có một con ma bên trong. Và nó sẽ trêu nên người dân ở đây không dám cho học và không dám sử dụng ngôi trường này. Ok, let's go. Mình sang đây. Không có gì. Như đây mình vào rồi. Bắt đầu mình sẽ sang lan can tiếp theo. Wow. Oh my gosh. Sao bà ta xuất hiện liên tục? Cho bà ta đang cay mình. Rồi, vào phòng này nào. Vào. Phòng này hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Xem trên tầng 2 này có gì không. Nhiệm vụ của các bạn là phải đi tìm 8 món đồ này thì các bạn mới thoát được khỏi ngôi nhà ma này. Thoát được khỏi
trường học ma, trường học có ma. Và không hiểu sao ngôi trường này vẫn còn để nguyên chứ không bị phá đi. Ok, và mình xin chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, It's Horror Cloud. Let's go. Chapter 2. Ok, let's go. Và tựa game này thì các bạn phải đi phá tan khu này. Đây là một khu gọi là khu của ông Cloud, một ông gã hề. Ông ta chuyên bắt cóc người dân, sau đó thì rốt vào đây đánh đập và tra tấn. Rồi mình sẽ mở cái này ra xem có gì không. Trong này không có gì, một cây gỗ nhặt thôi. Ok, mình sẽ vào sâu bên trong đây xem có gì không. Một viên gạch. Let's go. Mở cánh cửa này ra. Đây là một dây sắt. Sau đó thì mình sẽ lại đi ra ngoài, đóng cánh cửa này vào. Tiếp tục đi ra ngoài nào. Rồi và mình sẽ mở bức tường đá này ra. Ok, các bạn sẽ đặt viên gạch vào đây. Và đâu đó thì wow, cái này mà nếu mà không đặt vào thì chắc chắn là chết luôn. Skip. Let's go. Rồi. Và mình sẽ vào trong đây xem có một cái khoan không. Đây rồi, cái khoan nó cất trong này. Rất là kỹ luôn. Sau đó thì mình sẽ đi vào trong sâu, sâu kia. Let's go. Rồi, cưa luôn cái này. Mình sẽ nhặt luôn cái xẻng. Let's go. Sau đó thì sẽ đặt tấm gỗ vào đây. Rồi bắt đầu lại quay lại. Let's go baby. Đóng cửa này vào. Khi có cái chiếc xẻng, các bạn sẽ quay lại chỗ cũ. Và các bạn phải đào nó lên, xem ở dưới đất nó có gì không. Đây, các bạn vào trong đây. Mình sẽ cầm chiếc xẻng lên. Rồi, wow, một quyển sách. Đây chắc là một quyển sách gọi hồn rồi. Rồi, mình sẽ đặt quyển sách này vào chỗ hình ngôi sao. Theo mình chắc chắn là sẽ gọi hồn một ai đó. Ồ, đây là gọi hồn một cậu bé lên. Ok. Sau đó các bạn nói chuyện cậu bé đó và cậu bé đó sẽ chỉ cho các bạn cách để phá bỏ nơi này. Phần 1 của tựa game này thì các bạn sẽ tiêu diệt ông Cloud, tức là ông gã hề. Và phần 2 thì các bạn sẽ phải đi phá bỏ, phá hủy nơi này của chúng ta.
Let's go. Đây là hai quả bom. Mình sẽ hai quả bom lên. Sau đó thì sẽ đặt vào hai cái bình ga to. Wow wow. Cái này điều khiển rất khó luôn. Ok. Quả bom đầu tiên sẽ đặt vào đây. Đây là quả bom thứ hai, mình đã đặt vào đây rồi. Ok. Rồi, khi đi xuống đây thì quả bom sẽ tự kích hoạt và phát nổ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Fallout Fred 3. Let's go. Cái này là một tựa game coi nè, và các bạn coi là sao để tránh những gói sắp bằng người nhỏ các bạn. Và đây, đây có tất cả là đôi 4, 6, 8, 10, 9. Đôi 4, 6, 8, 9. Và đây 1, 2, 3, 4, 5, tất cả 14k. Và các bạn coi làm sao coi nhà để tránh con gấu sẽ vào trong nhà là cắn các bạn. Và khi các bạn nghi ngờ vào một cái cam nào đó có con gấu thì các bạn sẽ phải ấn audio và sẽ có audio này để mà hồi lại, thì trong mất 5 giây thì audio mới hồi lại. Ok. Cao nào mình nghi thì mình sẽ ấn audio. Các bạn coi nhà làm sao để tránh con gấu vào ngôi nhà các bạn. Và các bạn coi thời gian càng lâu thì các bạn càng chơi hay. Có cái chơi rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Granny Chapter 2. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua của hãng developer. Mở lên. Ok, let's go. One day. Ngày đầu tiên. Tựa game này là tựa game mà các bạn phải đi tìm cách để chạy thoát ngôi nhà này, chạy thoát ngôi nhà của ông bà Granny. Và mình sẽ trèo lên trên, đi lên trên đây nào. Bà ta thì hay lên trên gác và ông ta thì hay ở dưới. Lúc đầu là vậy. Và bây giờ thì mình phải tìm cách để cho bà ta xuống dưới. Sau đó thì mình sẽ mò lên trên. Ông ta đang ngủ rồi. Let's go. Chuông báo để ông ta dậy. Rồi, mở đây ra xem có gì không. Không có gì. Wow. Trong này không có gì. Tấm ảnh. Wow. Đó là một khẩu shotgun. Mình sẽ nhặt luôn khẩu shotgun này xem. Chìa khóa để mở khẩu shotgun. Wow, bà ta đang đeo mình. Chạy thôi. Ok, let's go. Chui xuống đây nào. Và mình sẽ lấy khẩu súng và hai viên đạn. Rồi ai vào là mình bắn luôn. Rồi, còn ông ta nữa. Theo mình nghĩ ông ta cũng chuẩn bị đến đây. Ông
ta đấy mình sẽ xử lý luôn và mình sẽ lấy chiếc chìa khóa. Rồi mình sẽ thấy ở đây ông ta đây rồi. Ok, lấy chìa khóa luôn. Đây là chiếc chìa khóa để mở căn phòng. Ok, let's go. Mảnh bức tranh thứ hai, tất cả phải 3 mảnh bức tranh các bạn ghép với thành được một ảnh. Và khi đó thì sẽ mở cổng ở mở một cánh cửa ở trên lầu. Tiếp tục mình sẽ đi xuống đây. Ở đây ông ta có nuôi một ông bà có nuôi một con rất hung dữ, là con này. Và trong này thì có một con bạch tuộc chuyên gọi là giết người. Ok, mình sẽ phá cái cống này ra. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên tìm xem còn món đồ nào không. Theo mình nghĩ thì ở trong phòng bếp rất là nhiều. Học học lái máy bay. Từ game này thì các bạn phải thoát bằng máy bay, phương tiện máy bay. Let's go. Và đây là một miếng thịt mình sẽ cho đứa con ăn. Ok, let's go. Đứa con này rất hung dữ luôn. Rồi, không biết hai vợ chồng ông bà ấy đi đâu rồi. Bây giờ thì mình cứ bỏ lên trên gác đã. Tính sao? Let's go baby. Cái này không có gì. À, ở dưới còn một cái thùng. Ok, let's go, xuống dưới thôi. Xem trong này có gì không. Một khẩu súng điện. Không cần. Mình sẽ phải tìm thêm vài món đồ nữa. Đây rồi. Mò luôn lên trên này. Chết rồi, ông ta đang ở đây. Oh my god, wow, chỉ vào tao bắt thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Game gì, Brandy, let's go. Rồi, level 1, 1, 2. Ok, tiêu diệt những anh chàng này. Và mình sẽ lần trước vào đây. Tiếp tục nào. Let's go, level 2. Ra. 1, 2, 3. Okay. Rồi tiếp tục là level 1, level 1. Ok, let's go. Oh my god. Rồi mình xin tiến này cơ. Rồi đánh anh ta ra ngoài. Level mấy đây? Level 2. Vẫn chưa gặp được level 3 nữa, level 4, level 5. Cao nhất là level 5 các bạn nhé. Giờ trong phần đến level thì mình khó nhất là level 4. Ok, mình sẽ phát dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.